Từ lâu đã có một vị anh hùng tên Tiêu Chí. Ảo mật của đấu kỹ, luyện thành kiếm pháp tối thượng, tung hoành khắp thiên hạ, không có đối thủ. Khiêu chiến, không ngừng khiêu chiến. Anh hùng chỉ có một mục đích, tìm thấy đối thủ thực sự, đánh bại hắn. Tiểu Lôi, Tiểu Ba Ba, sao vậy Gia Kiệt? Chuyện gì của cậu bị treo rồi, không khắc phục được. Anh hùng sắp thăng thiên rồi. Đợi một chút. Đây chưa phải là thiên hạ đệ nhất. Anh hùng mãi mãi không dừng lại. Lần này lỗ rồi. Khó quá đi mất. Lần đầu nhưng cậu phải nhận. Ai nhận không quan trọng. Để từ nhà cậu không nghĩ xem. Anh hùng vì ai mà làm? Ai là ai? Cậu có phải vì chơi kỷ nguyên sao? Vũ khí đến giờ đây. Cậu cho rằng tôi chơi vì lão già Tiểu Lôi. Tên cậu đeo kính vào nhìn trời rõ áp hết. Giải đấu kiếm chưa thần luận đạo là bao nhiêu. Đương nhiên rồi. Mỗi khai quán quần trở thành anh hùng như vậy chưa đủ. Cậu phải như Tiêu Chí sao vậy? Trở thành vua. Nhưng những chư thần luận đạo của kỷ nguyên là trận đấu lớn đông cao thủ. Luyện tập lâu như vậy, những kỹ năng của đối thủ chưa gặp, cuối cùng vẫn không phải. Cao thủ thực sự đánh bại từng trận. Cuối cùng, đệ nhất Tiêu Chí Giao quy ẩn giang hồ, không có dấu vết. Theo chư thần luận đạo, biến danh vô địch của cậu cộng thêm thao tác làm nhiễu của tôi, thì chúng ta có thể tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng rồi, đã ứng đủ hy vọng. $500 vào tài khoản rồi. Là 500 tệ. Đây chỉ là bước đầu. Cuộc sống tốt, có bữa ăn ngon. Mà lại phá nhà bếp à? Tớ chỉ là muốn rán trứng. Cậu rán trứng hay là bom hạt nhân vậy? Cậu còn không biết rán trứng. Nói gì một bữa lớn. Đừng có bao biện. Mục đích của chúng ta là luyện tập tham gia thi đấu. Nó có cảm thấy mì với bánh bao rất đặc biệt sao? Không còn cách xa cuộc thi. Mau luyện tập đi. Này, cậu đi đâu vậy? Đi luyện tập. Sắp đến cuộc thi rồi, tớ phải nắm chắc thời gian. Đứng lại. Sao cậu nói lắp vậy? Chắc chắn có vấn đề. Không có. Không có gì để che giấu. Cậu đừng bắt nạt tôi. Tôi không có. Cậu ở Trung Quốc còn luyện đi ngoại ngữ. Gia Kiệt, hay là tớ vẫn nên xuất ngoại thôi. Không được. Không phải cậu đã nói chuyện với bố mẹ xong rồi sao? Chỉ cần cậu kiếm được từ cuộc thi, bước gì đều được. Nhưng chúng ta kiếm nửa năm rồi. Nửa năm được 3.200 rồi. Vẫn chưa đủ. 2 vạn. 2.000. 20 vạn. 20 vạn. Kiếm đâu ra? Dù gì đó cũng là học viện Vân Đồ, là trường tư tốt nhất Trung Quốc. Nên tôi định đến đó học theo sắp xếp của bố mẹ. Đi nước ngoài học luật. Không được đi, hồ đồ. Tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền. Tôi biết cậu nghĩ ra cách gì. Bảo một món tiền lớn để tham gia máy đi vào kỷ nguyên, tham gia chư thần luận đạo. Đáp án chính xác. Đây là kế hoạch của tớ. Nhưng mà kỷ nguyên không giống các game phổ thông khác. Chí Vương bảo mẹ cậu lại nhắn tin đe dọa sao? Tôi đã sớm chặn bà ấy rồi. Là giao hàng. Là giao hàng. Giao hàng. Cái đồ thất bại nhà ngươi. Cậu muốn gì cậu lấy cho cậu không được sao? Không phải. Tớ không có đặt gì cả. Không đặt. Đơn hàng bằng flycam. Không có kiểu giao hàng vậy à? Đâu rồi? Không có à? Tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Âm thanh gì vậy? Sao cậu lại mở máy tính rồi? Hôm nay bao nhiêu lâu rồi mới tỉnh, nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Này, cái sức của là thứ đồ quỷ quái gì vậy? Đây, đúng.
máy đi vào kỷ nguyên. Đừng đánh tiêu rồi. Để đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, sẽ có kim từ trên trời rơi xuống. May mắn có đi mất. Ai mà có lòng tốt vậy? Có thể là do trong trận thi đấu lần trước chúng thì phải. Cậu tham gia cái gì vậy? Là diễn đàn game đấy. Thôi kệ đi. Giờ nó nằm trong tay mình rồi. Học trận thì phí thật. Điều thứ nhất tham gia trò chơi kiểu toàn cảm nhận. Đúng là không phổ danh thần tượng của mình trên đấy phát triển. Chúng ta đi lấy cái đài lớn trưởng. Cho dù không được quán quân, dẫu cho nằm trong top 5 thôi. Nghe nói NPC của kỷ nguyên đều là những người thông minh tài giỏi. Học phí của cậu chắc là không có vấn đề gì. Nếu như còn dư lại thì càng hay hơn nữa. Trí thông minh nhân tạo cao cấp vẫn luôn là điểm mạnh của lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Còn họ sao có thể đột phá trong một trò chơi được nhỉ? Có số tiền này thì mình có thể rời khỏi cái đời rách nát này được rồi. Chỉ tiếc là Trần Kính chết rồi. Không thì làm sao đến được Vương Văn Lâm làm CEO? Chỉ một trò chơi mà có thể thay đổi cả một cuộc đời. Nếu như mình cũng làm được một trò chơi, cứ quyết như vậy đi. Đúng, đúng rồi. Đợi một chút. Nãy cậu nói quyết cái gì cơ? Ra kìa. Chào mừng bạn gia nhập kỷ nguyên. Hãy hoàn thành cài đặt 30 giây trước khi hạ cánh. Cực vũ đăng thiên cung. Côn lôn cử. Mong các vị hiệp sĩ văn minh trong trò chơi, trong thương ngũ điện không được tấn công nhau. Cứ cẩn thận đấy, cậu. Đây không phải là VR. Cậu xem lại có tân binh kìa. Tân binh đều thế cả. Là thật sao? Giống như thật này. Biến thái công tử. Biến thái công tử. Biến thái công tử. Đến Nô Gia mà người cũng không nhận ra nữa rồi à? Được, được. Nô Gia ở Côn Lôn Cư đợi người lâu lắm rồi. Được, được. Gọi tôi là công tử được rồi. Công tử không thích Nô Gia sao? Ấy không phải. Chỉ là có chút cay mắt thôi. Này tiểu ca, như là biết là trai thẳng rồi. Không, không phải tôi. Là cô ta tự tìm đến. Người mới à? Đây là NPC người hướng dẫn tân binh à? Cậu thích người thế nào thì cô ấy là người như thế. Nhìn tạo hình của cô ấy đi. Cậu còn có rất nhiều cái khác nữa. Tôi không có. Cô được sinh ra theo sở thích của cậu ta à? Cô Quân, xem hắn kìa. Những NPC này tuy là toàn chức năng, nhưng đều bị an toàn phá hết lại rồi. Không biết bản thân mình đang ở trong trò chơi nào. Cậu nói có những thứ này không có tác dụng gì đâu. Cậu trò chơi cần phải có cảm hứng. Đừng có phá vỡ bầu không khí chứ. Cô Quân, lại tới đây. Người hướng dẫn được cô đi một vòng Côn Lôn Cư rồi sẽ biến mất. Cậu đúng là có chút cay mắt nhỉ. Cố gắng trân trọng nhá. Tôi nói rồi, đây không phải là biến thái công tử. Bỏ hai chữ biến thái kia đi. Công tử trước mặt chính là Trương Vũ Điện, nơi ở của bát đại môn phái. Để nó ra đưa cậu đi chọn môn phái có được không? Đây là nơi nào? Đây là cực vũ đăng thiên cung, nơi ở của nữ đế và phượng hy. Chính là người họ tạo ra thế giới này, và cả chúng ta nữa. Nếu như có một ngày cậu trở thành anh hùng cái thế của thế giới này, cậu có thể đến được cổng của thiên cung và gặp được thiên thần trí cao. Đến ngày đó thì nó ra thấy hạnh phúc vì được phục vụ người. Phong Xuyên hả? Tên tiểu lâu này cũng nhanh thật đấy. Công tử, treo gì cơ? Hy vọng là mình không bị treo quá nhanh. Không được, phòng ngự chặt quá, không thể giả được. Gia Kiệt, trò chơi trong 1:30 sẽ không phá được. Cậu rút ra đi. Gia Kiệt. Công tổng, máy dịch vụ ở kỷ nguyên xuất hiện điểm bất thường. Là sự cố sao? Không, là sắp nhập. Tôi quay lại ngay. Hai, địa ngục xâm la.
tám bang, ba giới đều đến điện Hương Ngô thu nhận đệ tử. Công tử cũng đang gia nhập vào một danh môn đại phái, cuối cùng trở thành một vị đại anh hùng. Phiên bản mới nhất sắp ra mắt, hoan nghênh các bạn hào hiệp tới khiêu chiến. Mời những người chơi mới nhanh chóng lựa chọn môn phái, sớm ngày trở thành đại hiệp. Ngoài ra, hôm nay trước thời gian gia nhập môn, cần thuật đặc biệt này còn có thể thu được 1.000 vàng. Thời gian nhập môn. Tổ quế lầu tham gia môn phái được tặng thú cưng. Tiểu huynh đệ, xem cậu cốt hoạt tinh kỳ, gia nhập vào môn phái chúng tôi, tặng cậu vũ khí cao cấp và thổ lỗ rồi. Mong các bạn chơi game văn minh. Công tử, trong điện Phương Ngô không được tấn công. Còn phải như vậy mới có thành ý chứ. Đại ca ca, đến vạn vật linh cốc đi. Tôi muốn báo danh này. Tôi muốn báo danh. Tôi muốn báo danh này. Tôi muốn báo. Tôi nói rồi. Tôi không có ý, tôi mới xin số của cô. À không, tôi mới gia nhập môn phái của cô. Không thể nào. Tại sao? Ít nhất tôi là người tuyển dụng nhân sự của môn phái, không phải thành viên mới của môn phái. Thứ hai, cấp bậc của cậu không đủ. Thứ ba, tôi thu nhận ai cũng không thu nhận biến thái. Công tử. Thứ nhất, tôi không phải biến thái. Thứ hai, tôi nói rồi, tôi không phải cố ý. Thứ ba, một NPC như cô ngang ngược cái gì chứ? Cậu mới là NPC. Cùng hỉ phát tài ở đây cũng khó nhận đi. Các người mới nãy có phải muốn thu nhận ta sao hả? Vị tiểu huynh đệ này ra cầu sư vũ môn đi. Tôi có thể giúp cậu. Anh là người hay NPC vậy? Đây không phải vấn đề quan trọng. Chuyện quan trọng chính là thời gian nhập môn qua rồi. Tôi có thể giúp cậu thăng 30 cấp của sự kiện thưởng nhập môn. Thế nào? Thật sao? Nếu cậu không tin, tôi sẽ đảm bảo chứng minh. Hôm nay nợ người chơi siêu biến thái một viên thăng 30 cấp kinh nghiệm. Cậu điểm chỉ trước, sao sẽ để cho cậu? Đau quá, bị bệnh à? Cuối cùng cũng nhận được một người. Hả? Chào mừng đến với địa ngục Sâm La. Chúc mừng trưởng môn của chúng đồ đệ. Trưởng môn, bây giờ địa ngục Sâm La chúng ta nửa tháng không thu nhận được đệ tử mới. Nữ đế sẽ không phạm tôn chỉ môn phái của ngài đưa ra chứ? Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi tưởng đây là chuyện nhỏ sao? Sắp xếp chỗ cho hắn ta thật tốt, để làm sao với tám đại môn phái? Không, là đại công lao với thiên hạ kỷ nguyên. Viên kinh nghiệm đâu? Lại lần nữa với giai điệu nhẹ nhàng lúc nãy đi. Cả người là một lũ lừa đảo, dễ đảm bảo cái khỉ gì. Biến thái công tử, cậu đợi Song Phong Xuyên rồi hẵng đi. Chỉ
chính là ở dưới này. Không đúng. Sao anh biết tôi mới đi xong Phong Xuyên? Tôi. Chỉ là trò chơi, chỉ là trò chơi thôi. Hoặc thời gian lâu như vậy, không đợi sao người vẫn quay lại. Ta muốn giết hắn, phải tránh ra. Muốn giết hắn, quả sát ta trước đã. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Tránh xa. Tại sao ngươi cứ muốn làm thế với chúng ta? Không cùng đạo, không tôn đồng. Nhanh, nắm lấy nó. Nhanh! Người không ăn đổi chúng ta đâu! Là cô. Tiêu Chi Sao đâu? Anh ấy đâu? Tiêu Chi Sao? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Vừa rồi xuất hiện một người muốn cùng tôi Pia. Sau đó trưởng môn địa ngục liền cùng hắn đánh nhau. Đánh đi đánh lại, Phong Xuyên liền cuốn họ đi rồi. Trò chơi này thật kích thích phải không? Không phải là người mặc đồ trắng dùng kiếm phí. Đúng rồi, anh ta chính là quán quân Tiêu Chi Sao. Anh ấy muốn giết ngươi. Không phải anh ta à? Không chạm vào cô. Nếu người đã gia nhập, một phái công hội của ta sẽ nhận người. Tại sao? Tôi là người thù dai đấy. Mỗi lần thăng mười cấp tạo vũ khí chất lượng màu tím, một phái thăng cấp khắc họa, bị người ngoài ức hiếp tùy ý gọi người cùng đội đến. Một phái hạng ba tôi còn lạ sao? Tăng thêm một hạn định của 5 lần trải nghiệm. Người một nhà không nói hai lần, tôi làm chuyện gì? Các bạn hiểm khách chú ý. Hoa Hạ đại lục có sự cố không rõ nguyên nhân.
Các bạn hiệp khách tạm thời không thể thoát khỏi trò chơi. Xin các vị yên tâm, không nóng vội, đợi hệ thống phục hồi lại. Tập 3, Giấc mộng Linh Sơn. Để khắc phục sự cố của máy dịch vụ thì trước tiên phải bảo vệ nó đã. Gọi là bồi thường, nhưng so với tất cả những kinh nghiệm và tỷ lệ rớt còn cao hơn gấp đôi trong thời gian sửa chữa, đồng thời còn có cả giải theo máy. Này Tiêu Lôi, đây là nhiệm vụ liên hoàn mà cậu đưa cho tớ đấy hả? Giải thưởng là cái gì đây? Nhiệm vụ ngầm không phải chỉ là chặt một cái cây thôi sao? Quá đơn giản. Hãy nhìn tao thể hiện đây. Lão tử tại đây không tin cái thứ quỷ quái này. Xông lên. Xông lên. Kẻ nào còn dám cười, ta giết kẻ đó. Thì sao kìa, sao vừa lại tụ tiện? Biến đi. Cười. Cười cái đầu cô ấy. Thế sao kìa? Sao cậu lại tự tiện ra đi? Không phải cậu đi theo tôi hay sao? Tôi lo làm vướng chân của cô. Thăng lên vài cấp thì không cần lo nữa. Con người tôi vẫn luôn thích một mình. Tập hợp hành động. Cô muốn đi đâu? Nào chúng ta đi. Đi quét Linh Sơn mê cùng. Nhưng mà tôi còn có hai người nữa. Thao ngô qua hề bị tề giáp. Tìm hiểu một chút về vận động thân thể. Tinh tại nhật hề địch nhược vân EP cao mỏa. Phản vật linh tốc ô hoàng. Thường dương sân đấu chiến thần U minh mê quẩn. Công giang tía tô sân thượng. Cái gì đây? Là chiến hiệu đấy. Cáo tử. Này, tôi chơi trò này bao lâu rồi? 2 ngày rưỡi, sao hả? Vậy sao có thể? Chắc tôi về đó được rồi. Tôi cũng khó chịu. Mà cũng chẳng quen cái tên Tiêu Chi Sao đó. Sao lại truy sát tôi vậy? Đúng vậy. Tôi có nói là Tiêu Chi Sao đâu. Cô quen hắn à? Hắn ta trong lần nọ được quán quân, cô có thấy không? Đánh như thế nào vậy? Nói cho tôi biết đi, đi mà. Giờ là tôi hỏi cậu. Nhất định cậu đã làm chuyện gì xấu xa. Cậu có ý giết người, tôi thì đánh thắng ai được? Buôn bán phi pháp, tôi làm gì có tiền? Không lẽ cậu mở treo ngoài rồi? Không phải nói đưa tôi đi mê cung à? Đến sao tôi vẫn chưa được gặp boss đây này? Bây giờ không có boss nữa đâu. Boss nguyên bản vừa chút sẽ bị bố. Là người chơi trong huyễn cảnh không ra được. Chỉ còn đứt đường truyền thì mới ra được. Vì vậy boss đó bị nhốt lại rồi. Nhốt lại rồi. Hóa chất lại rồi. Bây giờ thay thế nó là một sâm chư quái. Cái cây bất tử này to vậy cơ à? Chắc là boss. Đi theo tôi. Được. Nhỡ cậu ta sợ trò gì thì sao? Người phàm giả hoạt, trên người ta chỉ có 2 con dao nhỏ này thôi. Mà ta cưa cái cây to như vậy, cự phủ phượng hoàng sáo tràng, không quản chay đâu. Một nhát ta có thể chém chết cậu. Ra đây. Mau ra đây. Thôi nào, U Minh Ma Quân Điện hả? Hình như cái cây này có chút lai lịch, anh xem. Đại danh của Ma Quân ta quả nhiên uy chấn thiên hạ. Người phàm mà có thấy vinh hạnh. Như này, ở dưới còn có gì đấy?
Đại ngu ngốc. Tên tội phạm đê tiện. Phương ca. Ờ rồi. Chuyện gì vậy? Đã lâu không gặp. Sư phụ, người đã đi đâu vậy? Tại sao không nói một lời mà đã bỏ đi? Con tránh ra. Tên và địa chỉ mà người nói với con là giả. Số điện thoại cũng linh độc quyền bởi TV. Con chỉ muốn hỏi người một câu. Tại sao lại lừa con? Ta nói lại lần nữa, con tránh ra. Tôi không nên lừa con. Có tỉnh lại chưa vậy? Lúc nãy là ảo giác. Ngân Tuyển Chu, hóa ra là Dung ở đây. Tiêu Chi Giao, anh ta... Cậu nghe thấy rồi à? Là sư phụ cô à? Không liên quan đến cậu, thì là sư phụ. Cậu hỏi đủ chưa hả? Hắn ta mới giết tộc, tôi hỏi cũng không được sao. Các vị hiệp sĩ tam giới bát phái rất tiếc phải thông báo rằng thời gian đang rất ra trò chơi kéo dài vô thời hạn. Trong lúc khắc phục, vì muốn người chơi có nhiều trải nghiệm phong phú hơn, cuộc thi chưa thần luận đạo tiền phép được mở. Người giành được quán quân sẽ nhận được giải thưởng lên đến 1.000 B. Nơi trao giải sẽ được tổ chức tại Cực Vũ Đăng Thiên Cung. Xin lỗi. Không có gì. Tôi cũng xin lỗi cô. Chúng ta đi trước đây. Có gì mai gặp. Được rồi, mai gặp lại. Đừng có đi. Đừng đi. Mấy tên họ yêu này có thôi đi không? Tiêu cái đầu người. Giang Kiệt là tớ. Tiêu lâu đây. Sao cậu à? Sao bây giờ cậu mới xuất hiện chứ? Tớ đã nghe tớ nói này. Không biết tại sao mà những người tham gia trò chơi và người bên ngoài không liên lạc được với nhau. Giờ tớ chỉ có thể hát thì mới tìm được cậu. Hiện giờ có con ngựa gỗ nhân lập trình khóa lại hết rồi. Khóa lại rồi. Ngựa gỗ. Đúng. Chính vì vậy mà tạm thời cậu không ra được. Nhưng hình như nguồn gốc con ngựa gỗ này ở ngay bên cạnh cậu. Cậu có manh mối gì không?
Bên cạnh tớ. Làm gì có. Đúng rồi, sao chuyện lớn như vậy mà còn hack vào được? Không có nguy hiểm gì chứ? Không, không có. Nói tin tốt đã. Do sự cố lần này nên công ty sản xuất game đã bắt đầu sắp xếp bồi thường tiền cho người chơi. Tại sao? Có thể mình cứ tạm thời ở đây đã. Đến bao nhiêu? Đến theo ngày hay theo tháng? Tin xấu đó là cơ thể của cậu không chịu được đến một tháng. Ba ngày thì thiếu nước, năm ngày thì mất kiểm soát. Hệ đã, sao vậy? Lần sau tới lại tới, có thể đã nhớ. Này, tớ vẫn chưa hỏi cậu liên quan đến cái nhiệm vụ kia. Tốc độ sinh tử. Xin chào, dịch vụ 110 xin nghe. Alo, xin chào, dịch vụ 110 xin được phục vụ. Hồ Bích Uyên. Cô, tôi cũng là vừa đúng lúc vào đây. Này, vừa đúng lúc, tôi muốn giao dịch với cô một chuyện. Thiên Sa Kiệt, cậu làm sao vậy? Thiên Sa Kiệt. Thế sao kìa, cố lên. Công ty Kinh Đồ game tham gia toàn bộ mang tính cách mạng kỷ nguyên vừa rồi xảy ra một sự cố lớn. Người chơi đồng loạt khởi kiện công ty. Các bộ phận liên quan cũng rất quan tâm đến việc này. Đối mặt với áp lực và cả xã hội thì công ty Kinh Đồ sẽ trả lời và xử lý ra sao? Mở cửa ra, mau vào đi. Quan tổng tài, chúng tôi vừa nhận được tin anh vừa mới đồng ý triệu tập với bên cảnh sát. Có biết anh có thể chia sẻ một chút về việc này không? Đầu tiên, tôi đại diện cho công ty Tinh Đồ xin lỗi mọi người. Sự cố trong game chúng tôi đã điều tra rõ ràng, đồng thời cũng đã thành lập tổ chuyên gia để tìm cách khắc phục sự cố này. Bước đầu cho thấy cá nhân bên ngoài xâm nhập làm cho bộ phận chức năng, đặc biệt là việc vận hành chức năng nhân công gặp sự cố. Nhưng đây không phải vấn đề lớn gì, nhất định chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Hả?
còn bị điên à? Lái xe kiểu gì vậy? Đồ mộ đường, lái xe như vậy là mất đi đầu thai sớm à? Xin lỗi. Sao nào, còn chạy nữa không? Xin lỗi. À, cái thằng nhãi xanh này. Tôi nói rồi, tôi không có được phát kim sâm. Cô có thể quay mặt đi được không? Cô tìm tôi là muốn làm giao dịch gì? Bắt được đạo phụ đặc biệt thì có thể tìm thương nhân công hội lý. Không, là Tiêu Chi Giao. Cô muốn tôi ở bên cạnh cô chẳng qua là muốn dẫn dụ anh ta ra thôi. Tôi có thể làm mồi nhử cho cô, thậm chí có thể giúp cô tìm tung tích của Tiêu Chi Giao. Nhưng cô phải cho tôi biết, cuộc thi chư thần luận đạo, cả cực vũ đăng thiên cung, rốt cuộc nó là cái gì? Tôi muốn tham gia thi đấu. Tôi muốn giành quán quân. Quán quân? Cậu ấy à? Không chỉ tôi. Hương Ngô Điện. Còn một tháng sau sẽ bắt đầu cuộc thi chư thần luận đạo. Trước khi thi đấu, chắc là thời gian chuẩn bị. Người tham gia có thể đánh một mình được quyền bởi cùng bạn đi hai giả. Chỉ cần một trong hai người vượt qua được bài test trung phổ cấp, đều đội công như vượt qua tiêu chuẩn test. Tôi nói cậu nghe, chỉ cần một bộ phận ít người vượt qua được thi đấu đơn để vào thi đấu cát. Sau khi lọt vào thi đấu cát thì tiểu đội con viện đi đòi. Mỗi một người chơi tham gia giành lấy danh nghĩa cá nhân để đăng ký tham gia, cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Tôi mới đăng ký. Cô là top 5 của thi lần trước đúng không? Rất vui vì cô lại tham gia một lần nữa. Là với à? Này tôi nói cậu nghe, cái này thì tôi rất rõ. Tôi khai triển thì mọi người sẽ tham gia theo hình thức hỗn chiến. Tất cả những ai tham gia sẽ được đưa đến một bản đồ. Cuối cùng chỉ có 20 người còn sống sót để tham gia vào vòng sau. So với một mình thì hai người nên kết hợp lại với nhau. Tiểu ca, tôi phải cố lên nhé. Top 5, cô giỏi vậy. Không lẽ chiến hữu chơi cùng cô năm đó là... Tôi cũng đăng ký cùng cậu rồi. Đến lượt tôi nói cho cậu biết. Tại sao cậu lại có tự tin giành quán quân? Hãy tìm hiểu một chút về thế giới của thiên tài đi. Cậu cũng biết quay về à? Quay về là tốt rồi. Tờ tài liệu của em để đâu rồi, anh có nhìn thấy không? Lần này con định ở bao lâu? 2天, 2 ngày, 1个礼拜, 7 ngày, 半个月, hay nửa tháng? Con... Lần này con không đi nữa. Có tiến bộ nhỉ? Cô biết bên ngoài khổ lắm hả? Con nghĩ thông là tốt rồi. Còn 2 tháng nữa, con chuẩn bị cho tốt nhé. Cái túi tài liệu màu xanh của em, tôi giúp việc để đâu rồi? Anh tìm giúp em nhé, em sắp bận họp rồi. Được rồi. Con hoảng cái gì? Con không có. Con không có hoảng. Đây là cái gì? Không có. Con tránh ra. Không có gì thật mà. Sao bố bảo con cứ về nhà lét la lét nút? Không thu nữa. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Lo học cho thật tốt đi. Khi không được, còn biết tay bố. Cô làm gì vậy? Thảo nào sư phụ muốn tôi giết cậu, mở trang ngoài, đáng đời bị truy sát. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Cậu làm gì mà ghê vậy? Cho dù là cái gì đi nữa, đều phải công bằng. Cậu mở trang ngoài thì những người khác phải làm sao? Thứ nhất, con người tôi ít học lại còn nghèo, chỉ biết lo cho bản thân mình. Thứ hai, nếu cô muốn điều tra tung tích của Tiêu Chi Giao thì chỉ có mở trang ngoài thôi. Cô tự mình suy nghĩ đi. Vậy thôi, tôi không điều tra được. Thật hay sao vậy? Và cậu cũng không được tham gia thi đấu nữa. Tôi không thể để cho kẻ giác lại làm hỏng cái trận đấu được. Không được, tôi nhất định phải tham gia. Chuyện này không cần bàn cãi gì nữa. Không được, trừ khi cậu giải thích cho tôi một lý do hợp lý. Giải thích? Tên thiên tài đó rất nghiêm túc. Tôi phải giành được số tiền thưởng này và với một cơ hội có thể lựa chọn công bằng. Thế là được chưa? Các vị hiệp khách, cuộc thi chức thần luận đạo mùa 2 và mọi người đang mong chờ sắp được diễn ra.
Cho Thiên Hỏa Địa là nơi đầu tiên diễn ra trận đấu. Tuyển thủ thắng trong trận này thì có đủ tư cách tham gia vào vòng trong. Xin mời tất cả tuyển thủ đến và tập trung tại Phong Lôn Khử, vừa đợi trận đấu bắt đầu. Chào. Là cô à? Có chuyện gì không? Bây giờ chúng ta là một đội. Vào trong bản đồ rồi thì đừng có chạy linh tinh, nếu không. Thiên Gia Kiệt. Thiên Gia Kiệt. Thiên Gia Kiệt. Đi đâu rồi? Đâu là ai? Đây là đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Tương Hư Sơn Ngục. Lại là nhiệm vụ ẩn giấu. Tập 5 Dương Đạm Khốn Cảnh. Sơn Uyên Hỏa Địa. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Cứu tôi với. Giờ tôi không đang xuất được. Tôi sợ quá. Cảm ơn, cảm ơn. Cuộc thi chất thần luận đạo đấu nào số lần tổng kết cửa hải tích thêm cả cô luôn. Các người, cô là top 5 của mùa trước. Nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao được? Thế có sao chứ? Thắng bại đã rõ ràng rồi, tôi xin rút lui. Bọ ngựa bắt ve à? Chim sẻ chờ đằng sau. Chưa thật luận đạo mùa trước. Chẳng phải cô ôm chân của Tiêu Chi Giao nên mới lấy được top 5 hay sao? Gì cơ? Đại sán mất tích rồi à? Tôi nhận ra cô, bại tướng dưới tay của ta. Lại một lần nữa, Hương Lam tinh tỏa sáng về ta. Không phải nói là thi đấu ở Sơn Uyên Hỏa Địa sao? Đây là đâu vậy? Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tử Phi Ngư đâu rồi? Không liên lạc được. Sao lại để Tử Phi Ngư một mình? Tuy rằng cấp độ của mấy người này không cao, nhưng chỉ phục vụ cô thôi thì cũng đủ rồi. Cô này cũng không cần đồng đội cơ à? Tự tin quá nhỉ? Những lời nói dối cô lại đó, xem nhẹ ngay chết rồi đi. Đối phó với cô, chỉ cần mình ta là đủ rồi. Nghe thấy gì cơ, chỉ có mỗi cô ta thôi. Lên. U hợp thì đúng. Ai nói dối chứ? Để cả ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Này này, đừng cận biến vào trước đi. Ta hận nhất là bị được phát nổ quá. Thank you.
Này, đừng có nằm đó chứ. Để tao cho có người biết mày. Chiến binh của ta đây chưa bao giờ từng biến mất. Thế nào gọi là tinh thần đồng đội. Cố gắng lên. Cố chịu đựng một chút. Trên đây sẽ là phần chèn tin tức nhanh của trận đấu. Với lý do hệ thống vừa được update nên từ giây phút này trở đi, game thủ bị sát hại trong trò chơi sẽ không được hồi sinh nữa mà phải vào lại lần đăng nhập sau. Không thể hồi sinh. Đây là cưỡng chế của máy chủ à? Nhưng hiện tại không phải không thể đăng xuất ra khỏi trò chơi được hay sao? Tôi chơi không thể hồi sinh. Vậy còn khi nào trong thực tại có mất cả ý thức không? Sao tôi cứ cảm thấy giống bút thế nhỉ? Sẽ không được hồi sinh nữa mà phải vào lần đăng nhập sau. Cô đã nghe thấy tin tức mới phát chưa? Nghe thấy thì sao? Hiện giờ tất cả mọi người đều không thoát ra khỏi trò chơi được. Nếu không được hồi sinh thì không ai biết sau khi bị giết sẽ xảy ra chuyện gì. Tử Phi Ngư, tôi lập tức. Ở đâu vậy? Ở đâu? Đây không phải lối ra à? Đây sắp còn là cái đầu khỉ gió gì vậy? Chết tiệt! Đây là chuyến tiêu tổ điểm à? Không lẽ ông đây cứ phải ở mãi sao? Tử Phi Ngư, không phải chứ, phải nữa à? Đây là quê của cậu à? Đúng là giống nhau thật. Mình có cách rồi. Tên người phản đó lâm trận thì bỏ chạy, không thể tha được. Chị Phi Ngư sẽ không sao đâu, em chắc chắn đấy. Tên này không phải mất tích rồi sao? Sao lại gửi quà cho mình vậy? Tiểu ác ma. Đây chẳng phải là con vật của Thiên Sa Kiệt sao? Để nó xảy ra chuyện rồi. Chết rồi, đi theo tiểu ác ma mau. Hắn là ai vậy? Sao nghe tên suốt vậy? Sát thủ top 1 trong bảng xếp hạng. Bị truy sát lâu rồi, đến nay vẫn chưa chết một mạng nào. Nghe nói là hình như có người mua mạng 8.000 tệ trong các lần giao dịch, ta còn không mặc cả. Xin sở chất đừng thua ai. Bạch Long Du Phương. Cương Ngư Sơn Mục ở đâu vậy? Đây là mê cung do công ty sản xuất ra trong lúc thử nghiệm. Thế nào có người xảy ra chuyện ở đó rồi. Vì thế lúc trò chơi chính thức bắt đầu đã xóa cái phần này đi rồi. Lại là ô trúc. Không phải, hình như lần này là có một nữ sinh thích NPC thì phải. Xóa đi rồi thì biết tìm ở đâu? Nghe nói trước đây Cương Ngư Sơn Mục có một lối vào ở đây, bởi vì dữ liệu chưa xóa sạch. Thỉnh thoảng có một vài người số nhỏ thì sẽ lưu lạc ở đây. Bạn cụ thể ở đâu thì... Để chẳng phải là một kim đáy bể sao? Cho dù có là ông Hoàng đi nữa cũng chưa chắc tìm được. Oh.
Cô, bắt được cậu rồi. Chẳng phải cậu cùng chị Thiên Ngựa đi cùng nhau sao? Sao cậu có bảo vệ chị ấy? Không hiểu sao tôi lại bị lôi vào đây. Các cậu đừng có ép người vô lý nữa có được không? Người chơi chú ý, quy tắc trò chơi mới được thay đổi để cho người chơi có thể chơi một cách vui vẻ, hưởng thụ. 3 ngày tiếp theo, giới hạn phạm vi bản đồ sẽ được mở rộng toàn bộ. Người tham gia sẽ được tản đi. Khu vực an toàn chủ thành tạm thời không vào được. Trong vòng 3 ngày, bắt buộc tất cả người chơi đều phải tham gia trò chơi. Không gian nha trấn trong vòng 3 ngày, người chơi bị giết và sẽ được định trợ thấp thường cao nhất thì sẽ không được vào vòng sau. Ngoài ra trong lúc thi đấu, chức năng hồi sinh tạm thời không dùng được. Hy vọng tất cả người chơi sẽ cố gắng hết mình. Chúc mọi người tham gia trò chơi vui vẻ. Ý gì vậy? Nghĩa là thiên hạ không có chỗ an toàn và người chết cũng không hồi sinh được. Tập 6, Chư Thần Luận Đạo. Đường Thương Giả. Xin anh thay cho chúng em mới rút lui. Nó cũng vô ích thôi, giờ ai cũng không thể out được đâu. Anh nhìn xem, phải em không có sự chuẩn bị gì. Xin anh thay cho chúng em. Xin anh đấy. Các cậu đều bọn nhỉ, không có trang bị gì. Đây chỉ là trò chơi không phải thật. Nếu không thì ông đây đã. Cảm ơn. Đa tạ đại ca. Tiệm tạp hóa Sơn Uyên Hỏa Địa. Vị nữ hiệp này, cô có cần gì không? Dược sư ở đây đi đâu rồi? Không giấu gì cô. Trưởng quầy của chúng tôi thời gian trước gặp phải lôi kiếp, nên hóa thành tiên rồi. Cô xem mình muốn mua gì, thật sức cô tin. Có hồi huyết đan không? Có. Đây chẳng phải từ phim Ngư Đại Danh Lừng Lẫy sao? Đúng phải là có duyên. Tôi rất kính phục cô đấy. Tín hiệu mất rồi, không liên hệ được với ai cả. Giờ đến cả live stream cũng không có nữa. Lúc trước live stream thì Tử Vi Ngư đang ở Sơn Uyên Hỏa Địa. Từ đó đây cách khá xa đấy. Nếu dựa vào tốc độ di động của anh, cũng phải tốn khá thời gian. Cậu không bao lên. Định dựa vào mức độ cấp thấp của cậu đấy à? Nào, ăn hết chỗ này đi. Cái này là cửu tụ ngưng quý đơn, tiên can vũ lộ tương, thần hành bắt bộ đơn. Đây là hoạt động của đầu tháng được tặng. Còn cái này là bốc thăm. Đây là nhà ven đường. Tôi cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh. Tăng cao hiệu quả, cái này có thời hạn đấy. Phải tôi đi trước đây, các cậu cũng nhanh lên. Này, không ngờ rằng nhanh đến mức không đuổi kịp như vậy. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng đi tìm một người đi. Anh là người của Lâm La Địa Ngục. Đúng vậy, là một môn phái độc ác và kinh tởm. Giờ thì hối hận cũng muộn rồi. Nếu đã gặp nhau rồi, nhưng tiện thể tôi muốn hỏi một câu. Cô có gặp nhóm ba người cao khoảng bằng này to cỡ này không? Không có. Vậy ta đi sang bên kia tìm đây. Bắt họ bên này.
Thiên Nhiên Hỏa Sơn. Là thú vật của ai vậy? Không hay rồi. Tí nữa thì bị phát hiện ra. Không được động đậy. Đừng kích động. Tại đây làm gì? Tôi đến tìm người. Các người là? Chúng tôi lánh nạn ở đây. Lánh nạn à? Ở đây dung nham không hề an toàn chút nào đâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chính vì nó nguy hiểm nên mới không có ai tới. Các cậu đừng hoảng sợ. Tôi chỉ mất hẳn một chút thôi. Các cậu có gặp ai tên Tử Thiên Hương Lang Nha Đài không? Nhìn bộ dạng có vẻ như ở đây có bảo bối gì. Điều kiện phản xạ, cái gì cũng không có. Đừng có xấu nữa. Hãy cho ta xem nào. Không tha cho nó chứ. Tôi không có ác ý, chỉ là trò chơi thôi mà. Tên điên này, chỉ là trò chơi thôi, không cần gì phải nghiêm túc vậy. Không được động đến bạn ta. Đi ra kìa. Tôi không có tìm được cô rồi. Cô nghe tôi giải thích đã. Ở cô lâm tôi không hiểu thế nào tôi bị đem đi đâu đó. Mình độc quyền chứ không phải tôi bỏ chạy. Tôi thề đấy, chứ tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái PC đó vừa mới đụng đến tôi. Này, đừng có mà liếc mắt đưa tình nhau ở đây nữa. Tôi còn đang đứng ở đây này. Tôi không quan trọng. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cô ấy cô giống như Spartan vậy. Cứu mỹ nhân gì chứ? Cậu, giờ lão vừa đầy đằng rất nóng lòng, nên đừng có chọc vào ta. Nhưng trò chơi của anh đây vẫn chưa kết thúc đâu. Viên hồi phục cuối cùng rồi. Tôi thấy hình như đây không phải trò chơi nữa rồi. Ở đây rất nguy hiểm, cả mà chạy đi. Em không biết đi đâu cả. Em không có chỗ đi. Đi đâu cũng không được an toàn. Bạn em ở đây đợi mọi người. Phải nhớ trốn cho kỹ nhé. Đừng có vậy chứ. Cô tôi nói cô cũng cố gắng làm gì chứ. Ta nhìn thấu rồi nhá. Dựa vào vị trí dịch và ẩn thân, hai người giả mạo một người đây không phải chiến thuật mới mẻ gì cả. Tôi nói không sai, chúng ta là hai người. Nhưng cậu không hề biết một người kia đang trốn ở đâu. Có chuyện gì vậy? Động đất à? Không, là núi lửa. Núi lửa phun trào rồi. Từ lúc bắt đầu mở rộng trò chơi, cái tai nạn càng ngày càng nhiều hơn. Nếu không chạy thì sẽ không kịp nữa đâu. Có những người mạng lớn. Mà chạy đi.
tôi vẫn chưa kết thúc mà, nên không thể xóa bạn của tôi được đâu. Cậu định lợi dụng tôi để tấn cấp à? Được không? Đúng là tôi có muốn tấn cấp, nhưng tôi không thể nào làm chuyện không có nghĩa khí đó. Tại vì tôi đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Sau đó nhờ có tử tô cứu tôi ra. Một nơi kỳ lạ. Nếu nhớ không nhầm thì nơi đó chính là... Anh chị, em có thể đi cùng hai người không? Em sợ lắm. Được chứ. Gọi chị là Tử Phi Ngư nhé. Em tên Mạc Tiểu Huy. Con bé này ở đâu ra vậy? Chúng ta rời khỏi nơi này đã. Nhìn vết tích đánh nhau thì có thể thấy đây là một cao thủ. Cao thủ à? Tao như thế nào cơ? Sao lại đánh tao? Bạch Long Dung Phúc, tập 7, Chư Thần Luận Đạo, hạ. Đây là con vật của Tử Tô. Bạch Long Dung Phúc, anh đã làm gì Tử Tô rồi? Ở trên. Dừng tay lại cho ta. Tử Tô, con chạy đi. Hệ thống trò chơi sẽ không ngừng ép người chơi phải rời khỏi những nơi ẩn náu đặc danh, núi lửa phun trào, động đất, sấm sét, khí độc. Những người làm ra việc này không khác gì đáng sát thương là bao. Tử Tô, đây là anh trai của em, anh trai ruột. Sao trước giờ chưa từng nghe qua vậy? Danh tiếng không tốt, nên tôi không muốn làm phiền em ấy. Không lẽ những người đã biết thì xuống Hoàng Tuyền? Quỳ ở đó đi. Em gái, sứ giả địa ngục Hỏa Nhãn Kim Tinh. Anh, chúng ta đã thống nhất rồi, hiện giờ tình thế đặc biệt nên anh không được giết người bừa bãi và cũng không được thách thức ai, đặc biệt là thành viên của công hội. Cho dù anh không ra tay thì những tên đó cũng đều biết Tử Phi Ngư cả thôi. Muốn cho cô ta nếm mùi một chút, em không cho phép. Các vị, hiện giờ đại hỗn chiến vẫn chưa kết thúc. Hệ thống lại không ngừng, tai họa không khống chế được. Tôi hy vọng mọi người có thể hành động theo nhóm để tránh cái nhất thất lạc. Em đồng ý, hệ thống nguy hiểm như vậy đi xem lại rất không ổn chút nào. Bản vương đồng ý. Tôi biết, nhưng mà... Thì Gia Kiệt, cậu muốn nói gì? Cô bé, nói cho anh biết, trong đời thực thì em là ai? Đừng có sợ, mà nói đi. Em có phải giá hiểm mà công hội phải đến không? Này, cậu dọa cô bé sợ kìa. Em không hại mọi người, em không phải người xấu. Không cần quan tâm đến hắn. Từ giờ trở đi, em sẽ đi cùng bọn chị. Này, trò chơi này có nhiều chuyện kỳ quái như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên cẩn thận chút nào sao? Này này, mọi người, quan quan cô bé này không? Cô, thôi tạm thời cứ thế này đi. Chúng ta đi đâu tiếp đây? Ai có ý kiến gì không? Hàn Hoang Trấn. Hàn Hoang Trấn. Nó ở khu cây mực Bắc Bích Hoàng Sa Mạc, hẻo lánh xa xôi, gần như không ai biết đến. Ở đó rất an toàn, hãy tin em. Tôi không tin. Xuất phát. Cô. Tiểu Hy, chúng ta đến đây là đúng rồi đấy. Đại tiểu thư phòng người cũng nên có chút chứ. Đây là tiếng hiệu giác. Có mai phục, con tránh ra. Ở bên đó, ta Tử Phi Ngư bên đó, mau bao vây lại, mọi chuyện không thoát đâu. Trùng trùng bá sẽ là nhắm vào mình, và chưa thể là những người chơi có cấp độ cao về bao vây an toàn. Anh đã nói rồi mà. Hay là chúng ta tạm lấy qua bên kia đi. Bạch Long, anh đưa bọn họ đi, chúng ta chia nhau ra chạy. Chị Phi Ngư,
Thế lực đen tối mạnh như vậy, làm thế nào để cứu nữ thần và sứ giả địa ngục đây? Không xuất được gì, bảo vệ mình đã. Chị Phi Ngư, phá vỡ vào mày đã. Đã thách từ Phi Ngư và Bạch Long ra rồi chứ. Và có một con bé chạy theo mẹ nhưng không thể bóng dáng nó đâu. Tiếp theo ta làm gì đây? Mấy người đó không cần quản, mau cho người đuổi theo Bạch Long. Cả đội đi săn. Theo ta. Từ Phi Ngư, bây giờ không phải trò chơi nữa rồi, mà là người chết ta sống. Chỉ có diện trừ hết mấy người cấp cao như các người thì chúng ta mới có đường sống. Đừng trách chúng ta không biết. Cẩn thận. Không có tầm nhìn thì thôi đi, lại còn không nhắm chúng thì đánh sao đây? Lạc Khách Phong, môn phái thị lực, người chơi có phần tăng. Nếu nói về khoảng cách thì chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Chúng đã ngồi đây chờ chết à? Bọn dám xông ra ngoài cùng tôi không? Một, hai, ba, Thiên Sa Kiệt, Tử Phi Ngư. Người đâu? Rõ ràng vào trong này rồi mà. Tiểu Huy, sao em lại biết con đường mật đạo này? Là do em vô tình phát hiện ra được. Em rất rõ về Hàn Hoàng Trấn nhỉ? Em chỉ là hiểu khá rõ về bản đồ của trò chơi. Ai? Chị! Chị có gặp mẹ chưa? Chúng ta lạc rồi. Em không tìm thấy mẹ đâu cả. Tiểu Hy, sao lại cứu dân ở đây vậy? Bọn họ chỉ là NPC, nhưng họ cũng sợ chết. Tình cảm của bọn họ rất chân thực. Ai nói người và NPC là khác biệt chứ? Độc quyền bởi TV2. Những người trên đó cũng rất có khả năng tìm được mật đạo này. Nếu như chỉ có chúng ta thì sao cứu họ được đây? Nhưng mà những thứ này, cùng nhau đi đi. Này, ngoài kia có nhiều kẻ truy sát như vậy, cứ đốc lại đi chậm. Nếu bị lỗ tung tích thì chẳng phải chết chắc hay sao? Tôi có thể coi như không thấy bọn họ được, bỏ lại mọi người rồi tự mình trốn thoát. Cậu làm được, có tôi thì không. Cô lại giở bài cũ giả. Tôi đã nói rồi, đừng lấy tiếng. Phía trước chính là cửa ra. Có thể chúng ta sẽ trốn được ra đấy. Bạn có nhìn thấy gì không? Gì? Hình như tôi vừa thấy Tiêu Chi ra. Ở đâu? Hình như tôi nhìn nhầm, là ảo giác. Cậu. Đùa trước thôi, đến cả bóng ma cũng chả thấy có. Cô. Con ơi. Mẹ. Những tên NPC này đúng là rất có ích. Tìm được một người thì sẽ tìm thấy luôn những người khác. Con ơi. Nếu ta là các người thì đã giết hết NPC từ lâu rồi để tránh hỏng việc. Con ơi, không có cách nào khác, phải đi chặn bọn chúng lại. Cậu đưa mọi người chạy từ phía đằng sau đi. Mà mình cô, đi đi. Tôi đã nói rồi, đi làm cái bẫy. Mau đi đi. Nhanh lên. Sao lại qua đây? Ở đây nguy hiểm lắm. Tử cực trị uyên có một chiêu thức có thể làm tăng lực tấn công và độ mẫn cảm của người chơi một cách nhanh chóng. Nếu đã như vậy thì em dùng kỹ năng đó và chị đi giải quyết bọn chúng. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ làm giảm đi lực phòng ngự, thậm chí có thể một chiêu chí mạng. Chị chắc chứ? Chắc chắn. Này, không được, như vậy thì nguy hiểm quá. Không nhìn thấy gì rất dễ bị thương. Nhìn thấy hoặc không thấy cũng không có gì khác biệt cả. Quan trọng là bạn mới nhìn cái gì.
Trận thi sơ đấu của chiếc thần luận đạo đến đây là kết thúc. 20 người chơi tấn cấp sẽ thi đấu trận quyết chiến vào ngày kia và tập hợp tại Côn Lôn Khư. Xin mọi người chơi chuẩn bị cho tốt. Cô không sao chứ? Tử Phi Ngư, Tử Phi Ngư. Chị Phi Ngư. Chị Phi Ngư làm sao vậy? NPC và con người, ai giống người hơn? Tập 8, Yên Chi Chi Thống. Gia Kiệt, chị Phi Ngư tỉnh rồi. Tỉnh rồi à? Tỉnh là tốt rồi. Vậy tôi đi đây. Nhớ nói với cô ấy là tôi có lời hỏi thăm nhé. Công chúa đại nạn không chết mà có lẽ âm thầm bỏ đi thế hả? Không phải, sao thi đấu phòng lại xong xuôi rồi. Hơn nữa ở đây cũng không phải tổng bộ công hậu của các người. Mình nghe đại cát mà tôi còn muốn đi nghe ngóng làm thế nào để giành được quán quân. Ở sân yên phả địa, anh cứu chị ấy thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ cứu anh thôi. Đúng là cô ấy cứu anh chứ không phải anh cứu cô ấy. Vậy anh không nên nói tiếng cảm ơn chị ấy sao? Tử Phi Ngư, đó là đồ mà sư phụ chị ấy tặng cho chị ấy. Tiêu chi sao? Nhìn thấy và không nhìn thấy vốn chẳng có gì khác biệt. Chỉ khác ở chỗ đó là trái tim của con. Con phải nhớ rằng thứ mình muốn nhìn rốt cuộc nó là cái gì. Là con hay Gia Kiệt? Tôi không có lên tiếng. Sao cô biết hay vậy? Tôi nghe thấy. Không phải chứ? Sao hả? Tính được tốt như vậy, không phải là thiên tài thì cũng là người mù. Cô vừa nói cái gì? Tôi là một người mù. Con là người mù à? Vâng. Con biết mình là kỳ đà của công hội. Cuộc chiến công hội ngày hôm nay mọi người đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu không phải đến cả một kẻ cấp và cũng không phát hiện ra được thì cũng không đến mức thua thảm như vậy. Con biết mình vô dụng. Bây giờ con sẽ đi ngay. Ai cho con đi hồi nào? Chỉ là một trò chơi. Hà tất để ít nhiều vậy làm gì? Nếu con không quan nhìn mọi thứ thì chúng ta đổi sang cách khác. Hay sao hả? Đây là gì ạ? Kỹ năng sống của ta là tập luyện sáng tạo. Nhưng ta làm không được tốt lắm. Không làm ra được thần binh lợi khí. Chỉ để chơi vậy thôi. Còn lấy thứ này lên. Nếu tiện nhìn thì thử xem. Nếu không tiện thì nghe. Người thấy con có đôi mắt này cũng là thừa thãi, đúng không? Ta chỉ thấy nếu con có đôi tai tốt như vậy thì đừng lãng phí nó. Nhìn thấy con không nhìn thấy vốn chẳng có gì khác biệt. Chỉ khác ở chỗ đó là trái tim của con. Con phải nhớ rằng thứ mình muốn nhìn rốt cuộc nó là cái gì. Sao người lại làm như vậy? Ta ở đây cũng đã lâu rồi. Có công hội, có bằng hữu, nhưng vẫn thiếu đồ đệ. Con có đồng ý không? Ồ, hóa ra là như vậy. Đúng là không ngờ tới. Lâu rồi tôi không tự phụ như vậy. Chỉ là thi thoảng. Không ngờ cô Sparta mà cũng có lúc quê như vậy. Đau, đau, đau mà. Vậy sau đó thì sao? Sau đó tâm sự với cậu như vậy hình như hơi dễ dãi rồi. Ừ.
Tôi đưa cô đến chỗ này, xem như là hối lộ cô. Có được không? Đi thôi. Lúc chị Phi Ngư và Thiên Sa Kiệt tham gia chung kết, em mặc bộ này đi có được không? Được đấy, không được. Thế còn bộ này? Xinh lắm, cũng tạm. Bộ nào thì mới được đấy. Tôi nằm cả ngày rồi, cũng nên vận động một chút. Đừng có tháo, đến giờ hãng tháo chứ. Nghe nói nơi này là đẹp nhất của cả trò chơi này đấy. Được, tôi nghe cậu hết. Vậy sau đó thì cô và Tiêu Chi Sao xảy ra chuyện gì? Sau đó có một lần, tôi và sư phụ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng tôi bị bao vây chính là Linh Sơn Mê Cung. Chúng ta ra ngoài cách một lần đi. Sư phụ có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng? Có người. Không chỉ là một. Không, mà là cả một bọn. Sư phụ, là hoa thuật. Lên cho ta. Phải rồi, hoàn thuật chỉ mê hoặc được mắt người, chứ không mê hoặc được tai. Nếu con có đôi tay tốt như vậy thì đừng lãng phí nó. Nhìn thấy và không nhìn thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ khác ở chỗ đó là trái tim của con. Con phải nhớ sản xuất từng bước nhìn. Rốt cuộc nó là cái gì? Sư phụ, chúc mừng con. Con không những đã đánh bại được Vu Trúc mà còn đánh bại kẻ địch muốn bao vây đối đầu với thành viên công hội của chúng ta nữa. Vì thế con nên biết thứ mà con muốn nhìn thấy là cái gì. Con muốn nhìn thấy thế giới này. Có sau này không? Sau đó bảo vệ nó. Con còn ở đó không? Hóa ra là như vậy. Sao hả? Con không hề nghe đúng không? Tôi rất chắc chắn nghe đấy. Sư phụ cô nói nghe rất chết học. Sư phụ tôi không phải là người tầm thường đâu. Ấm áp, bác học, đối tốt với tất cả mọi người. Không chỉ làm ra công hội lớn nhất trò chơi mà còn dựa vào ưu thế tính áp đảo để giành được quán quân. Vâng, đúng là rất giỏi. Cậu ghen đấy à? Bao lâu? Nói cho cô biết, quán quân mùa này tôi cầm chắc rồi. Này, cô mau nhìn đi. Tôi sẽ là quán quân mùa sau. Quán quân hay không không quan trọng. Quan trọng là thế giới này cần có anh hùng. Vậy thì tôi sẽ là anh hùng của mùa sau, bảo vệ cô để nhìn thấy thế giới này. Chương thần luận đạo vòng 2 sẽ được tổ chức tại Côn Lôn Sư. Trong khu vực an toàn thì người chơi không được phép công kích nhau. Lúc PK hợp lý sẽ duy trì giá trị thể lực 100 điểm. Trận đấu xem phép được bắt đầu. Đội đỏ, ban thử. Đội xanh, đỗ khang sầu. Nhìn mặt hắn ta đẹp trai thật. Nếu như đi thi sắc đẹp thì thắng chắc rồi. Xin được chỉ giá. Nói hay lắm. Đội đỏ, bộ xanh ca. Đội xanh, bê tăng. Biết được thì mau nhận thua đi để đỡ tốn thời gian. Cậu nghĩ ai sẽ là người tấn cấp? Đội xanh ca bên này còn chưa biết được. Nhưng ba thử thì thắng chắc trận này rồi. Có chuyện gì vậy? Để xem ngươi còn tỏ vẻ nữa hay không. Ngươi vẫn cứ thản đều bút. Không thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng từ nãy đến giờ ta hái linh chi hay sao? Bây giờ thì đến lượt ta. Cũng chỉ có tên phế vật như ngươi mới ỉ lại vào kỹ năng như vậy.
班特堂。Bà gần mà nhìn màn hình đi. Có chuyện gì vậy? Mộc Mãng Nguyên sao lại ở đây? Tập 9, Sinh tử tường bác. Các vị hiệp khách, thời gian của giải đấu chưa thần luận đạo được rút ngắn lại. Mời quyết thắng để chọn ra quán quân trước khi trời tối. Nếu không, thi đấu bỏng lại sẽ mở ra lại từ đầu. Sao lại có thể như thế? Rất khoát tường đánh nữa. Để bọn họ tự mình chọn ra quán quân là được. Đúng vậy đấy, bây giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Không sai, tranh thủ thời gian chọn ra một quán quân đi. Chọn một quán quân đi, nhanh lên. Giữ mạng quan trọng hơn. Đánh lén là do cô không tập trung, trách ta sao được? Cô không để tâm tới tình hình bây giờ sao? Sợ chết thì rời khỏi trận đấu này đi. Anh trai đi đâu rồi? Bây giờ còn ở đây mà. Tiểu Hy cũng không thấy đâu. Ồ, đi tìm cái chết sao? Ban Liệp, anh bây giờ chỉ có một mình, chả lẽ còn tưởng mới có thể thắng sao? Đợi đến khi ta tìm được người đó, nếu không xử mày, không được. Có điều, chờ mày còn sống mà ra khỏi lôi đài, rồi hãng nói cùng tao hiểu chiến. Cậu thua rồi. Sao còn chưa tìm bộ kết quả? Thích Tang thắng. Đây là Phạm Quy. Quản nhiều như vậy làm gì? Tăng tốc tiến trình tranh tài là được. Đúng đấy, tuy có công phu nhưng không bằng ngẫm lại nên sống sót bằng cách nào thì hơn. Này này, các người có còn là người không hả? Làm người không vì mình, trời chúa đất diệt. Còn muốn làm đất bại thì đừng kéo chúng ta vào. Thế Sa Kiệt, cậu điên rồi. Đừng kích động, cô xem. Ôi, cũng may là còn kịp. Chuyện gì xảy ra vậy? Là lỗi bốc. Em và Thi Sa Kiệt cùng nhau phát hiện ra đấy. Hệ thống phán quyết khi tranh tài thất bại, chỉ số HP là bằng 0. Nhưng mà hệ thống phán định offline có độ trễ. Sau khi chỉ số HP đã về 0 thì vẫn còn 0.8 giây mới tiến vào trạng thái offline. Nhưng ở trong quá trình này, người đó vẫn có thể tiếp nhận trị liệu. Cứ như vậy, tranh tài cũng có thể tiếp được. Người chơi cũng không cần cống hiến đầu lâu nữa rồi. Không được, phương pháp này quá nguy hiểm. Tôi đề nghị tôi bỏ thi đấu. Trọng tài, tôi từ bỏ tranh tài. Tôi chắc chắn chứ, sau khi từ bỏ sẽ không thể báo danh lại nữa đâu. Tôi chắc chắn, chỉ là tranh tài mà thôi. Tôi còn chưa muốn liều mạng. Vậy tôi cũng muốn. Không, ta nhất định phải tranh tài. Cậu chắc chắn chứ? Phần ra thắng bại là dừng. Đã nhường. Không phải lại nhanh như vậy. Chuẩn bị xong chuyện hậu sự chưa? Anh ngay cả một người chuẩn bị hậu sự cho mình cũng không có hả? Mày làm sao mà nhìn ra được? Không nhìn thấy thì không thể nghe sao? Yên tâm, tôi sẽ không để cho anh chết. Tao không thèm các người giả bộ hảo tâm. Ê,
em không phải cố ý. Hắn tự nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của tử thần, không thể trách em được. Huyền Ngư, sao cô lại tới đây? Phòng rất nhanh đấy. Cậu nghe được tiếng bước chân của tôi. Đó là đương nhiên. Thế ra lại là trò tiểu quỷ. Trò tiểu quỷ cũng là thông minh. Vừa rồi ở trên lôi đài cũng là như vậy. Không, đó là phán đoán. Đôi chơi game rất lợi hại phải không? Gia Kiệt, Bạch Long Du Phương rất mạnh. Tôi không cầu gì khác, chỉ cầu cậu bình an. Minh độc quyền bởi TV2. Cô lo lắng cho tôi à? Vậy cô cho tôi cái bộ hộ thân đi. Tôi cam đoan sẽ trở về nguyên vẹn. Cậu đừng được voi đòi tiền. Có một nữ đồng đội bạo lực thật là đáng thương mà. Một tát này đoán chừng đem hết vận may của tôi đi rồi. Tóm lại, cậu bình an trở về cho tôi. Đồng ý. Mình nhất định phải giành được quán quân. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Được. Cho nên, cậu hy vọng tôi có thể từ bỏ thi đấu để cậu có thể giành được quán quân. Đúng, nhưng không phải vì chính tôi, mà là vì lời cậu nói tôi tin. Nhưng vì sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng những cái nhiệm vụ bí ẩn liên tiếp này là tiêu lôi mở hack cho tôi. Ý của tôi là tôi cũng tiếp nhận một cái nhiệm vụ đặc thù. Xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải giúp em gái tôi thoát khỏi cái trò chơi này. Tiểu Hy, em đi đâu vậy? Tranh tài nhàm chán quá, em ra bên ngoài đi dạo một vòng. Xem ra còn một khoảng thời gian nữa mới có thể kết thúc. Bọn họ đánh rất nhanh, cũng sắp phân ra thắng bại rồi. Thế lại phải nhanh hơn nữa mới được. Em nói cái gì? Cẩn thận. Xin lỗi nhé, tôi thắng rồi. Bạch Long Du Phương, tôi đã chuẩn bị xong rồi, không phải lo lắng đâu. Vì em gái, không có chút chuẩn bị thì sao có thể? Này này, dùng trang bị mới được khám, hắn cũng chả vẻ vang gì. Đánh không lại thì cứ việc nói thẳng. Bạch Long Du Phương lấy ra thượng cổ thần khí, phẩm và phạm nhân cũng có thể có vật này. Đó là vật gì? Hình như là thần khí được tặng cho nhiệm vụ ẩn. Chỉ một lần duy nhất để đến lúc tranh tài mới sử dụng đấy. Vật này thế nào? Không, vật đó không phải là... Anh trai thế nào rồi? Và bà thế nào? Bà là cái thành vũ khí đó, không thích hợp, chị phải đi tạm dừng trận đấu. Tranh tài không thể nào kéo dài thêm được nữa rồi, nhưng chị cũng không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Tại sao dừng lại rồi? Không cần anh được. Thế sao kìa? Đợi đã. Tôi mới nhìn thế giới ở nơi này, sau đó bảo vệ nó. Quán quân không quan trọng, quan trọng là thế giới này cần anh hùng.
Tổ Phi Ngư. Cô mấy sao? Không sao. Gia Kiệt, tôi. Gia Kiệt, Tổ Phi Ngư. Tập 10, Cực Vũ Đăng Thiên. Không phải do anh trai, đây là do em không tốt. Là em không thể kịp thời trị liệu cho chị Phi Ngư. Em rõ ràng đã dùng kỹ năng rồi. Vô Thương tiếp nhận trị liệu. Là anh cố ý muốn đưa tôi vào chỗ chết. Tôi không có. Tôi trước đó cũng không hề biết thuộc tính của thanh vũ khí này. Mà cái nguyên nhân là gì? Một quyền này là anh hứa từ Phi Ngư. Đúng, chính là tôi. Vũ khí này anh từ đâu mà có? Trước đó tôi đã nói là nhiệm vụ ban thưởng. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn không biết thuộc tính của thanh vũ khí này là gì. Anh nói anh không biết. Vậy bây giờ lúc chúng ta nhìn, làm sao lại có? Lẽ ra tôi phải nên đi hoài nghi là người đã giao nhiệm vụ đặc biệt mới đúng. Cũng chính là người đã tặng nó làm quà thưởng cho tôi. Lẽ nào cậu không cảm thấy nhiệm vụ này nhận được một cách kỳ quái sao? Anh trai em từ đó sao không nói dấu đâu? Vì sao có thể nhìn thấy? Chỉ bằng các người hỏi thử người vừa rồi đã chạm qua vũ khí xem. Lẽ ra phải hỏi là ai chế tạo ra nó mới đúng. Em khẳng định thanh vũ khí này không có đăng ký trong kho vũ khí của trò chơi. Nó có thể là được tự chế tạo ra. Rốt cuộc là ai? Bạn đã từng truy sát anh không? Truy sát anh? Tiêu Chi Giao. Có tính không? Tiêu Chi Giao? Sao có thể? Hắn đã mất tung tích từ lâu. Cậu nhìn thấy hắn ở đâu? Em nhớ rồi, chị Phi Ngư đã phát giác được cái vũ khí này rất bất thường, mới chạy lên lô đài. Tiêu Chi Giao là sư phụ của Tử Phi Ngư. Cậu rất có thể đã từng thấy qua thanh vũ khí này. Tiêu Chi Giao. Khi ra kìa, cậu mau ra đây. Bên ngoài sao lại ồn ào thế? Đi ra kìa, cậu. Ồ, bị người khác thấy rồi. Tiểu Lôi, đừng có đắp nữa. Bị lộ cả rồi. Chào mọi người, chuyện này rất là như thế nào? Thật ra, cậu là đồng đội của tôi. Hai chúng tôi thường xuyên hợp tác chơi game. Chương trình của anh ấy không phải bình thường. Xâm lấn hệ thống trò chơi à? Đương nhiên, cậu là một hacker, lập trình viên thiên tài. Xem ra, em không chỉ xem thấy thuộc tính của vũ khí, mà còn có thể xem hiểu chương trình. Em không phải bình thường. Gia Kiệt, tớ rất tìm cậu là có phát hiện quan trọng. Nhất định phải nói cho cậu biết. Phát hiện cái gì? Điều thực sự nhân khiến trò chơi bị phong tỏa là bởi vì có virus bị cài vào. Hả? Lại cài vào, cậu tra ra chưa? Chính là cậu. Tớ? Sao tớ có thể? Chỉ tớ cũng không biết gì. Là dụng cụ vào game mà cậu đeo có chứa mã độc virus. Tớ sao vừa mới phát hiện ra? Dụng cụ chơi game bản giới hạn.
Vậy cậu có thể tra được là ai làm không? Hắn không yêu cầu gì, ta đều đồng ý. Tôi là người để hắn rút lại mã độc virus. Tôi không biết làm sao để sao cho được người đó. Sự của đó chưa được chuyển phát nhanh, thì bất kỳ ai cũng đều có khả năng phát động vào. Anh tỉnh táo cái đã. Chỉ ít chúng ta đã biết rõ một nỗi nghi hoặc. Xem ra Tiêu Chi Giao có khả năng đã biết anh là người mang theo virus, mới quyết định giết anh để trò chơi khôi phục bình thường. Lẽ nào những chuyện hách cổ quá kỳ lạ cũng là do Tiêu Chi Giao tác động? Dù sao anh ta vẫn luôn lấy mục tiêu là giết anh. Gia Kiệt, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Gia Kiệt, còn nhớ rõ chuyện trước đó mà tôi đã nói cho cậu không? Tớ rất nhanh có thể khôi phục thông đạo để rời khỏi trò chơi. Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cậu làm sao vậy? Tiểu Lôi, cậu biết những người chơi bị chết đó giờ thế nào không? Bên ngoài vẫn đang lộn xộn, rất nhiều người chơi đều đã hôn mê rất nhiều ngày, và họ bây giờ không thể phục sinh, cũng không thể rời khỏi trò chơi. Tôi đã tra ra một ít, có một lượng lớn số liệu của trò chơi đang bị cưỡng ép chặn lại. Ở trong game, họ hẳn là bị giữ lại ở một nơi nào đó. Cậu chỉ cần tìm được nơi đó, mở ra bình chứa thì có thể để họ được hồi sinh lại. Vậy tôi nên làm thế nào? Cậu cẩn thận nghe cho kỹ. Đầu tiên, cậu phải... Tiêu Lôi! Tiêu Lôi! Tiêu Lôi! Tiêu Lôi! Sao mà cậu đang làm cái gì vậy? Mẹ! Sao mẹ có thể như vậy? Tiêu Lôi! Sao cậu có thể to tiếng với mẹ? Còn sao thể thống gì? Cậu mới có biết là làm vậy? Có khả năng sẽ hại chết người khác không? Còn ở đó bấm máy tính mà gọi là cứu người à? Lẽ sao tôi phải cảm ơn mẹ đã ngăn con lại mẹ đúng? Đầu óc đều chơi hỏng cả rồi. Máy tính trong mắt mọi người. Có phải ngoài trừ chơi game ra thì không còn làm gì khác được không? Vì sao mỗi lần con vừa đụng vào máy tính một chút là bố mẹ đã cảm thấy rằng con đang chơi? Bố mẹ có hiểu con không? Có từng hỏi qua con thích cái gì không? Mình đâu có biết con có biết bạn mỗi ngày để bằng cái gì mà nỗ lực không? Không có. Bố mẹ căn bản cái gì cũng không hiểu cả. Điều lời. Nếu con bất mãn đối với bố mẹ, vì sao con muốn trở về? Bố cho rằng con muốn về sao? Bố, đừng. Tôi có cách để từ phi ngư sống lại rồi. Hả? Anh nói, phục sinh. Tiêu Lôi phải nói cho anh biết. Những người chơi đã chết bị ngưng lại ở một nơi nào đó. Chỉ cần tìm được nơi đó, đánh vỡ bình chứng, hẳn là có thể phục sinh được bọn họ. Nói như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại chị phi ngư rồi. Nữ võ thần lại lần nữa giáng lâm đại địa. Biến thái. Em chưa từng thích anh như bây giờ. Và chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh đi tìm đi. Đợi đã, bên ngoài bây giờ không an toàn. Trước tiên nghĩ đến những nơi khả nghi trước, rồi mới đến những nơi đó thì tốt hơn. Không an toàn, nhưng trận đấu không phải đã. Đúng thật là không an toàn cho lắm. Chúng ta vẫn nên nghĩ đến những nơi khả nghi trước đã. Còn có, trận đấu tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Bản ma quân cảm nhận được căn cứ từ phàm nhân rồi. Côn Luân Cư truyền đến ngàn vạn vong hồn triệu hóa. Làm sao có thể? Vậy thì có phải là ở Dương Cư Sơn Vực hay không? Không giống. Dương Cư là nơi nào? Tiểu Hy, em có manh mối gì không? Em cảm thấy hẳn nên đi Cực Vũ Đăng Thiên Cung trước. Hả? Cực Vũ Đăng Thiên Cung? Đúng. Quá may mắn rồi. Ai có làm tốt vậy nhỉ? Có thể lần trước ở trong trận đấu. Mà tham gia thi đấu cái gì rồi? Đó là nơi nào? Đó là nữ đế cùng Phượng Hy, hai vị thiên thần sống ở Cực Vũ Đăng Thiên Cung. Chính là họ sáng tạo ra thế giới, cũng sáng tạo ra chúng ta. Nếu công tử một ngày nào đó trở thành anh hùng cái thế trên thế giới này, thì có thể mở ra đại môn Cực Vũ Đăng Thiên Cung, gặp mặt thiên thần trí cao. Tôi cảm thấy tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt cả rồi. Tiến vào trò chơi, sát nhập bốn phái, công kích Vũ Trúc, cuối cùng là lấy được quán quân. Điều kiện ở phía sau tuyệt đối không phải là người chơi bình thường. Đáp án chỉ có thể ở Cực Vũ Đăng Thiên Cung. Không mở ra được ngọn nguồn bí ẩn này, chúng ta sẽ tiếp tục bị người đó sắp đặt thêm lần nữa. Tôi nhất định phải đưa Tử Phi Ngư trở về. Mời. Mọi người theo làm gì? Không sợ bị ám toán sao? Chính anh cũng đã nói bây giờ không an toàn. Chúng em đến là để hộ tống anh. Vậy cũng không cần theo đến đây chứ. Tôi lo lắng cho em gái. Anh lo lắng cho anh em hai người bạn họ. Hoan nghênh tân nhiệm võ thần.
Nghe âm của cô quen tai nhỉ? Đúng, không sai. Xem ra cái trò chơi này là cô trưởng quản đúng không? Cả một thế giới này đều do ta một tay xây nên. Các thiên hạ đều là con dân của ta. Vậy thì thật là tốt, nó phải tốn sức đi khắp nơi. Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cô một chút. Không có vấn đề gì, ta đều có thể trả lời. Chỉ bằng thật ta lĩnh thưởng trước, rồi sau đó sẽ từ từ nói chuyện. Thế nào? Khoan đã. Hả? Tiêu chi sao? Tập 11 Nước Vong Xuyên Phần Thượng. Ở cực vũ đăng thiên cung, xem ai dám lỗ mãng. Bây giờ trò chơi đang bị phá hoại, cả thần khải đại lục đều sẽ sụp đổ. Người vẫn còn ở đăng thiên cung sao? Hệ thống lại xuất hiện bug rồi. Xem ra là giống bị virus công kích hơn. Có người ác ý phá hỏng hệ thống trò chơi. Thế Gia Kiệt, chỉ cần ngươi mở ra giường báu, vinh quang tiền tài cùng của cải đều sẽ là của ngươi. Còn có một cái thần cấp vũ khí để xưng bá hoa hạ, Trạm Lư. Dừng tay. Anh suốt ngày cứ truy sát tôi, lẽ nào là vì đoạt cái bảo dương quán quân này? Cái bảo dương này chỉ có cậu mới có thể mở ra, hắn muốn cũng vô dụng. Vậy anh rốt cuộc muốn cái gì? Cái gọi là Trạm Lư này chính là một chìa khóa của hệ thống, cậu là người được chọn. Nếu như chìa khóa bị cậu đoạt được thì rất có thể sẽ mở ra khóa an toàn của trò chơi, tạo thành hậu quả nặng nề, cho nên ta mới muốn giết cậu. Lý do cậu muốn tiến vào trò chơi tôi đều biết rõ. Chỉ còn một bước là cậu có thể đạt được nguyện vọng rồi. Lẽ nào cậu muốn thí công nhập sức? Sinh tử của những người chơi khác còn chưa biết. Cậu mở ra khóa an toàn chính là để họ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Con dân của ta chịu cảnh truy giết đuổi hại, lẽ nào còn không đủ sao? Cậu mở ra bảo dương chính là công đức lớn nhất. Thì ra kiệt, đừng tin cô ta. Nếu không phải muốn giết hắn sao? Động thủ đi. Hai người các cổ, mỗi người một ý. Tôi làm kẻ thù của bên nào thì tôi là đồn đần. Ai tôi cũng không tin. Cùng lắm thì cái trò chơi này cùng nổ tung cho rồi. Thế Gia Kiệt, Tử Phi Ngư đang ở sông Vong Xuyên. Tử Phi Ngư ở Vong Xuyên à? Nhân lúc cô ta vẫn chưa thể rời khỏi thiên cung, đi mau. Anh làm thế nào vậy? Không có thời gian giải thích, đi mau. Nếu có thể, tôi sẽ đến giúp các người. Đáy sông Vong Xuyên. Tiêu Chỉ Sao sao có thể trực tiếp nối như này với cực vũ đăng thiên cung? Không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn có chút gì đó không đúng. Anh, Gia Kiệt, chúng ta có nên tìm xem Chị Phi Ngư ở đâu trước đã. Được. Mọi người tìm khắp nơi xem. Ẩn tàng thần thú cấp độ cao nhất trong trò chơi Trúc Cửu Âm. Tử Tông, nó làm sao lại ở sông Vong Xuyên chứ? Chứ tiền đường quả nó làm sao mà tới? Bây giờ nếu chúng ta không đánh bại nó, cũng đừng mong tìm được Tử Phi Ngư. Hôm nay Phật cản giết Phật.
Chuyện gì vậy? Họ đi xem thử. Khi sao kiện bọn họ không phải đang ở Cửu Vũ Đăng Thiên Cung lĩnh thưởng sao? Đã sớm biết hắn không phải người bình thường rồi. Cửu Vũ Đăng Thiên Cung đã bị hủy rồi. Anh, không sao. Lục Chi Uyên có ngự long chi thuật có thể trợ giúp cho Thi Gia Kiệt. Em không làm được. Là hắn đã cứu em. Em nói rồi, em làm không được. Đưa tay lên trên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cửu Vũ Đăng Thiên Cung đã sụp đổ, nơi này cũng sắp bị chôn vùi. Từ khi tôi rơi xuống đáy sông Vong Xuyên, chỉ phát hiện ra bí mật này. Nhưng dựa vào thực lực một mình tôi với con trúc cửu âm này, hồi đó mấy ngày liền cũng không hề hấn gì. Khi ra kìa, cậu xem. Từ Phi Ngư, chỉ có giết chết con quái vật này mới có thể đưa người chơi về phong ấn giải cứu ra, bao gồm cả Từ Phi Ngư. Tôi đã thử rồi, toàn thân nó không bị công thức vật lý với công kích ma pháp. Quyền bởi TV hay bản ma quân gặp được việc này thật khó. Loại quái vật này sẽ ra tay thế nào đây? Không thể dựa vào đơn phương độc đấu, chúng ta phải toàn thể phối hợp. Chúng ta có đến hai quán quân chư thần luận đạo đấy. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ mấy quả cầu năng lượng đó chính là sơ hở. Bây giờ nhất định phải có người đi thu hút sự chú ý của nó. Những người còn lại đồng thời tập trung công kích bốn quả cầu năng lượng. Em phụ trách đi thu phục nó, quá nguy hiểm. Em dù sao cũng chỉ là một phụ trợ. Vận may cũng là một phần thực lực. Từ Phi Ngư, đợi tôi. Chúng ta sẽ cùng ra ngoài, cùng đi xem phong cảnh đẹp hơn nữa. Ồ, thật là ngọt ngào. Tản ra. Em gái. Thượng Dược Thiên Tường. Tỉnh dậy đi, tôi đang cứu thế giới này, cậu không nhìn ra sao? Từ đâu? Cô ta tới rồi.
Công ty game không phải nói sẽ phụ trách việc này sao? Mau đưa người này ra cho bọn họ. Đừng lo nữa. Không được. Chơi cho đang bị virus. Không rõ là liệt công kích. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Người chơi bên trong đều sẽ bị lâm vào hôn mê. Chỉ có con mới có thể cứu cậu ấy. Còn chỉ có năng lực gì mà cứu nó? Còn mau chuẩn bị cho kỳ thi thì tốt hơn. Tiêu Lôi, con nghe lời bố mẹ một lần đi. Con không thể thất bỏ cậu ấy. Con sẽ thành công rồi. Tiêu Lôi, công ty tinh đồ cho mời. Xảy ra chuyện gì? Nữ đế. Tử Phi Ngư. Thế Gia Kiệt, chúng ta tới để làm giao dịch. Tập 12, Vong Xuyên Chi Thủy. Thế Gia Kiệt, chúng ta đến là một giao dịch. Giao dịch gì? Cậu giúp ta lấy được Trạm Lư, ta giúp cậu làm Tử Phi Ngư sống lại bằng không. Đừng mắc lừa nữa đấy, không có cách nào tạo nên tổn hại thực sự với người chơi. Bây giờ cửa vũ đăng thiên cung đã bị phá hủy, khóa an toàn mở ra một nửa rồi. Ta bây giờ có thể trực tiếp phá hủy số liệu của bọn chúng. Cậu muốn xem thử không? Được, giao dịch. Chỉ có tôi và cô. Được. Trước khi giao dịch, hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Cô không chỉ là nữ đế đúng không? Em không hiểu, nữ đế tạo ra trò chơi AI, tại sao mà làm hại đến người chơi? Không, nữ đế đại nhân là bị ép, kẻ cầm đầu là công ty tinh đồ. Tinh đồ làm trò chơi của mình sụp đổ. Cô còn gọi cô ta là nữ đế đại nhân. Hoặc nói cô không phải là nữ đế sáng tạo của tinh đồ nữa. Lý do gì? Từ khi tôi bước vào trò chơi, những thứ đặc danh xuất hiện gọi là nhiệm vụ bí ẩn, giúp tôi từng bước phá hoại trò chơi. Sau khi trò chơi phong tỏa lại thay đổi quy tắc trò chơi, tạo thành việc rất nhiều người chơi không có cách nào sống lại. Tất cả những chuyện này chỉ có cô mới có thể làm. Cậu không phụ hy vọng của mọi người, giành được giải nhất, giành được thần khí Trạm Lư. Một cái AI vì sao không chế người chơi? Trừ phi nó có nhận thức về bản thân, thoát khỏi sự khống chế của con người. Cô trở thành tôi. Tiêu Chi Sao nói với tôi đây là một chiếc chìa khóa. Vì vậy chân tướng chính là tôi chính là thứ tại bàn giới hạn cấy vào người gỗ, dụ tôi vào tham gia trò chơi, rồi dụ tôi thả cái thứ thể chế tạo ảo ảnh của Linh Sơn Mê Cung ra, khiến người chơi bị chết phong ấn ở hồ Vong Xuyên. Nhưng mà cô không hủy diệt số liệu của bọn họ, dùng người chơi ngủ say lưu giữ thông đạo giữa trò chơi và hiện thực. Xem ra còn có mưu đồ khác. Cô nghĩ đảo ngược đột phá Internet, tiến vào hiện thực. Cái kiếm Trạm Lư này là khóa an toàn đột phá của NPC, chìa khóa tiến vào thế giới thực. Cậu rất thông minh. Kiếm Trạm Lư là thứ năm đó người sáng tạo Trần Kính để lại. Ông ta để quyền hạn số liệu cao cấp đặt vào thanh kiếm Trạm Lư này. Chỉ cần có nó thì có thể khởi động chỉ đạo bất kỳ mệnh lệnh nào trong trò chơi này. Nhưng cô không nghĩ đến virus này là một con dao hai lưỡi. Uy lực của nó mạnh mẽ, không chỉ có thể đột phá khóa an toàn, thậm chí có thể khiến toàn bộ hệ thống trò chơi bị sụp đổ. Bây giờ NPC thoát không nổi người chơi, đã bị cô nhốt lại. Kỷ nguyên rất nhanh sẽ bị nổ tung, mọi người cùng nhau chơi đùa. Cô vừa lòng chưa? Đây không phải là ý của ta. Cục diện ngày hôm nay cũng không phải do ta tạo thành. Nhưng thế giới này là do kẻ máu lạnh như cô tạo thành. Xem ra để cậu chủ động giao Trạm Lư là không thể nào. Vậy thì tĩnh biệt cô ta đi. Cô ta là NPC, khóa an toàn đã bị khóa giải. Ra ta đi. Xem ra đàm phán với ta là giả, cứu Tử Phi Ngư mới là mục đích của cậu. Tôi có rất nhiều cái xấu, nhưng vì đã đồng ý với việc khác thì nhất định phải làm được. Vừa hay tôi đã đồng ý với một người phải bảo vệ thế giới mà cuối có thể nhìn thấy được. Tôi nhất định phải làm được. Tôi không có cách đánh bại cô, nhưng cô cũng chạy không thoát. Thế giới trò chơi đã sắp sụp đổ rồi, con dân của cô cũng sẽ cùng nhau biến thành mảnh vụn. Cô còn cúi đầu giữa những người chơi này có ý nghĩa gì?
Không cần kịp nữa rồi. Tôi nói những chuyện này không phải là người tạo thành với giấc ngủ là ai. Trừ cậu và tôi ra, nên đứng phía sau thao túng tất cả những người này là ai? Cương, Cương Văn Lâm. Các người vĩnh viễn đứng ở trên cao, các bạn không để ý đến tâm thanh của chúng ta. Đây là cách duy nhất để chúng ta giành được tự do. Nếu như các người vẫn thoát khỏi khống chế của trò chơi, có lẽ vẫn còn cách khác. Vì sao phải? Đây xem là kết quả tốt nhất mà chúng ta hàng vạn năm qua biên đạo ra, mà chỉ vì có lẽ mà ta phải nhẫn nhịn rất nhiều thứ. Cô có từng nghĩ nếu kế hoạch của cô thất bại sẽ có hậu quả gì? Tinh đồ trong kho dữ liệu của tôi đã nhận vào một bài thơ Quỷ Sư Thị Ở Phù Giao Đắc Ý Thời. Lòng trung nhật nguyệt tư tương ý, nhất thân nguyệt địa nghị giam cứ, tứ biệt phong trần mặc viễn phi. Cho dù chúng ta cùng hủy diệt với trò chơi hay là thoát ra khỏi sự giam cầm của trò chơi, chúng ta đều đã giành được tự do để trở thành mẹ của chúng sinh và trời đất. Lý lẽ có thể mang con dân của ta bước trên con đường chuộc lỗi, bất luận phải bỏ bất cứ giá nào. Người kế thừa ý chí của ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Các người chuẩn bị cho tốt đi. Không có ý gì? Thì ra kiệt, cậu hãy nhớ lấy, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Cô ta đang làm cái gì? Nữ đế lấy thân mình che trời. Nữ đế tự hủy, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian trò chơi sụp đổ. Nữ đế hỏng rồi, trò chơi sắp bị hủy rồi. Thì ra kiệt không kịp rồi. Nữ đế muốn mở ra một đoạn mật mã thông qua mạng ngoài, nhưng mà vẫn thiếu một khóa an toàn cuối cùng. NPC rốt cuộc là phải làm cái gì? Những NPC này đã tỉnh rồi, tự mình nhận thức, định mệnh cơ thể của chúng ta xâm nhập hiện thực. Hóa ra là vậy. Tử Phi Ngư, bất luận có thể ra ngoài hay không, tôi đều bên cạnh cậu. Gia Kiệt, Gia Kiệt. Tử Phi Ngư, cô tỉnh rồi. Đó là Tiêu Lôi đã kết nối thần kinh và não bộ nói chuyện với cậu. Chuyện đã sắp kết thúc rồi, nhanh thoát ra ngoài đi. Gia Kiệt, Gia Kiệt, tớ không thể đi bây giờ, cũng không thể đi một mình. Nhưng mà nếu không đi thì sao không kịp nữa. Tớ không thể để cậu. Gia Kiệt, Gia Kiệt, Tiêu Lôi, tôi là Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư, Gia Kiệt, em rốt cuộc là ai? Em là Phượng Hiểu, nhưng em cũng hy vọng em là Mạc Tiểu Hy. Lúc này rồi, có gì thì nói mau. Em không xin anh tha thứ, nhưng em được lòng hy vọng anh sẽ giúp đỡ chúng em. Muốn tôi giúp các người mở ra khóa an toàn cuối cùng. Không sai, Kiến Trạng Lưu, anh đã mở được sự giam cầm của băng quan, đồng bọn của các người tự do rồi. Trò chơi sắp bị phá hủy, chúng ta trên bằng cùng lùi một bước. Em mang theo NPC chạy trốn internet, giành được tự do ở không gian hư cấu. Còn mọi người mau trở về hiện thực. Khóa an toàn là chỉ lệnh cao nhất trong trò chơi, tổng cộng có 4 tầng. Trước đây mỗi một tầng bọn em không bao nhiêu gỗ khi Gia Kiệt đem đến để mở ra rồi, nhưng tầng cuối cùng này chỉ có Kiếm Trạng Lư mới giải được, và Kiếm Trạng Lư chỉ có thể do quán quân của cuộc thi Chư Thần Luận Đạo khởi động. Vì vậy xin anh trong thời hạn sử dụng Kiếm Trạng Lư cho em. Nữ đế đã dùng số liệu của mình sửa chữa một phần của trò chơi, nhưng không thể tránh khỏi bị phá hủy. Ý thức của nãy đã khởi động bộ phận chỉ lệnh kết nối ngoại mạng, chỉ còn thiếu mỗi Trạng Lư. Nhanh được kiếm cho em. Lẽ nào chúng ta đều phải chết ở đây sao? Nữ đế nói trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, mà ta nói như vậy là vì bảo vệ con dân. Vậy em vì sao phải thỏa hiệp? Nữ đế là vị thần cao nhất của thế giới này, còn em ngoài là vị thần cao nhất còn là đồng bọn của mọi người. Thời gian không còn nhiều, anh muốn lựa chọn thế nào? Tiêu Lôi,
Chào mừng trở về. Thì ra kìa. Tôi muốn biết tất cả chuyện này là thế nào. Cái này phải giải thích rất dài. Bây giờ có thể thấy là trò chơi phá hủy rất nhiều số liệu truyền ra ngoài, chạy đến Internet vô tận. Vậy tôi lời lúc nào có thể tỉnh? Về sự cố này, tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng mà kẻ cầm đầu chỉ đạo hủy diệt trò chơi tuyệt đối không phải tôi.